Em chào cả nhà mình nha, các chị ơi vào liền livestream với shop nha các chị. Rất là nhiều mẫu đồng trong livestream ngày hôm nay lên sóng cho mình đây. Các chị thích đồng nào của em cứ việc comment phía dưới cho em nha. Mã số với số điện thoại nè. Và có chia sẻ livestream cho shop 3 lượt là được nha. Cố gắng mình đặt hàng thật là nhanh và thật là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là 1492. Đồng em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492 nha các chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nè. Hiện tại thì đồng này em còn đa số cho mình á, là em còn cho mình size M. Em có gần như là đủ size các chị, size M em còn nhiều ha. Size L em còn 12 chiếc, XL còn 1 và 2 XL thì chỉ còn có 3 chiếc cuối cùng cho mình thôi. Mẫu đang mặc trên người 1492 cả nhà nha. Rồi chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em luôn. Xin hay các chị, chất liệu vải này là dòng vải von kính cao cấp cho mình nè. Em chào chị Nguyễn Lan, em chào chị Ngân Lưu luôn. Đây dòng vải von kính nha các chị. Cái mặt vải của nó sẽ sọc sọc như thế này. Vai hơi phồng một chút xíu nha. Ôm cái phần eo dáng đồng phong xệ cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492 cả nhỏ. Hôm nay xem bao nhiêu? Giá của mình hơi bán cho mình là 380, còn trong bài livestream ngày hôm nay em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá là 179.000 thôi. Dạ em chào chị Lê Cường, em chào cả nhà mới vô, chấm bài tương tác giùm em đi các chị. 179.000 nha, 179.000 đồng váy này cả nhà ơi. Mẫu đang mặc cho người mã số 1492 cho em. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Mẫu đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1492 nha các chị, tranh thủ lên đơn sớm cho em. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng nha. 179.000 nha các chị, đủ size. Đủ size em ấy thì đủ size cho mình dễ chọn luôn. Em có cho mình size M, size L, XL và lại 2XL 40kg cho tới tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái cho em cái mẫu đầm này luôn. Mã số sản phẩm là 1492 nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số 1492 nha. Tranh thủ đi giùm em. Chị Ánh Dương có đơn hàng luôn ạ. 54kg mình mặc cho em size L là vừa nha chị ơi. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Tranh thủ giùm em nha các chị. 1492 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? 179.000 đồng rồi. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa nha. Em sẽ lên cho mình cái ui cái này còn size 2X nữa không ta. Em sẽ lên cho mình cái váy da beo. Cái váy đeo beo đuôi cá đó chị ơi. Ủa, tại sao cái đó lại là cái 2X? Cái 2X thì nó quá rộng, còn cái size M em để đâu rồi ta? Rồi đây cái size M em để đây. Em sẽ lên cho mình cái váy da beo đuôi cá nha. Dạ em chào chị Cẩm Tú nha, em chào chị Nguyễn Thơ. Cả nhà thấy bài livestream và chấm bài tương tác giùm em cái nha các chị. Thích đầm nào comment liền phía dưới cho em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1492. 1492 đồng von cho cả nhà mình. Đó, gam màu đỏ tươi không cần túi luôn ha. Chỉ có 179.000 thôi. Hai lớp, hai túi, có khóa kéo phía sau lưng. Mã số sản phẩm là 1492. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1492 kèm luôn cho em các số điện thoại nha các chị. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đồng khác nữa ha. Rồi đây. Thay thêm cho các chị mình cùng xem thêm cái mẫu đồng khác. Mẫu này mã sản phẩm là 1325 nha các chị. Đẹp xuất sắc luôn. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn, tay ngắn, dáng đầm chữ A và có phối thêm đuôi cá nha các chị ơi, xinh dã man luôn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1325. 1325 này các chị yêu ạ. Này mã màu trắng nha, có phối da cạn như mình họa tiết da beo, nhánh cái phần eo dáng đầm phong xòe luôn. Cũng hai lớp và hai túi trước là vải von nha các chị, ba size, đầm em còn ba size. Hôm nay lên đầm gần như đủ size cả nhà ơi. Lẽ sai cũng có, đủ sai cũng có, quan trọng các chị mình thích cái nào mình bình luận phía dưới cho em nha. Phía sau lưng em có nhiều mẫu nhiều màu đó. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1532 này các chị. 1532 em còn cho mình 3 size. Em có cho mình đa số là size M. Em chào chị Quốc Thịnh nha. Trời ơi hôm nay nè. Hôm nay chị Quốc Thịnh vô đây với em. Ủa quên cái này 1325 chứ lộn mẻ rồi. 1325 cả nhà 169.000 luôn. Hôm nay mới thấy chị Quốc Thịnh vô đây với em rồi đầu like á. Hay là tại vì em bấm là chim trễ cho nên mình vô là kịp lúc luôn ta. Mẫu em đang mặc cho người mã số là 1325 nha các chị. Giá bao nhiêu nè? 169.000 luôn. Dáng chữ A, chân váy phối thêm cho mình từng đuôi cá vải von nha các chị. Váy này may hai lớp luôn, còn kèm luôn cho mình hai cái túi luôn ha. Cái điện thoại em để hơi cao đó không các chị ơi. Em sẽ ập cái đầu nó xuống xíu. Đó. Để thấy rõ em chưa ạ? Đây em đứng tới đây ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là
1325 giá 169.000. 1325 giá 169.000 đồng nha các chị. Đây, đây là cái size 2XL. Em mặc sao giao hàng cho mình y chang vậy, cả nhà yên tâm nha. Size 2XL này các chị. Rồi, em chỉ còn cho mình đa số là size M, size L còn 14 chiếc. XL hết hàng và 2X thì chỉ còn 2 chiếc cuối cùng thôi, cả nhà tranh thủ dùng em. Nếu như chị khách nào mặc size XL thì mình nâng lên một size, mình lấy 2XL về nhà bắt nhẹ phần eo nha. Chất liệu vải von nha các chị. Dễ thương nha các chị ơi. Đơn giản dễ mặc cho mình, mã sản phẩm là 1325. Rồi đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em 1325 kèm số điện thoại giá bao nhiêu ạ? 169.000 đồng, 40kg cho tới 6566kg, mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đồng khác nữa ạ. Sơ mi hoa nhí. Sơ mi em chào chị Trần Dương ạ. À. Em chào cả nhà mình mới vô. Trời ơi mấy chị khách quen. À, mấy hôm trước chị không nhận được tin shop ra. Trời ơi chị. Buồn dữ rồi chị. Chắc Facebook bị bóp tương tác quá chị yêu ơi. Chiều nào cũng like, tối nào cũng like hết trơn á. Tối nào cũng 6:40 hay ví dụ như 6:40 mình không thấy em đi thì 6:50 mình vô đi là thấy em à. Trời ơi không thấy được. Dạo này sao quá chị? Điện thoại em cũng không thấy tin nhắn like nữa. Thậm chí điện thoại em á các chị, em cũng không thấy tin nhắn like nữa, nhưng mà hầu như là tối nào em cũng live stream hết. Đó, ít hiếm hiếm có hôm nào mà tối em không like lắm các chị ơi, cho mình cứ vào live stream với em nha. Rồi, 1325 giá 169.000. 1325 169.000 đồng. Thấy vậy chứ chị Trần Dương với chị Quốc Thịnh là có đầm của bên shop là nhiều lắm rồi các chị ạ. Đó, coi coi với em coi cho vui chứ mấy cái đầm này mấy chị khách bên em là có hết rồi. Chuẩn bị em về đầm mới á chị ơi, chuẩn bị em về cái đầm rang. Không phải, đợt này không phải về ren body nữa nha các chị. Ren xòe, chiếu chiếu, lấp la lấp lánh luôn. Là sắp tới là em sẽ có về, nhưng mà em không biết ngày nào nè chị Quốc Thịnh. Đây cái này xòe nha. Bộ hổm em về body đuôi cá luôn các chị, chiếu chiếu. Thì ngày hôm nay em về cho mình là ren xòe. Ren xòe, chiếu chiếu như thế này ha. 1325 cho chị Thu Dương, ok có. Với lại chờ em xíu nha, em cài lên. Với lại cái đầm dán xòe, nếu giờ thích chiếu thì mình lấy cái này. Giá của em đó là 369 nè. Em sắp về chứ em chưa có về nha các chị. Đó, còn nếu giờ mình thích mà ren không chiếu thì có cái này. Đó, cái này thì ren nó hơi lại một chút. Đó, 350. Thì sắp tới là em sẽ có về cho mình ha. Về vài mẫu cho mình. Đó. Các chị ơi, em có set đồ bộ nè. Chị Quốc Thịnh ơi, mình có set bộ chưa? Em có mấy cái bộ này nè, là 199.000 đồng, kể cả áo với lại kể cả chân váy luôn. Áo sơ mi với lại chân váy. Một cái áo sơ mi, một cái chân váy giá 199.000 đồng, siêu rẻ luôn nha. Rồi, em sẽ treo vô cho mình coi thử. Ui trời trời ơi. Đó, một cái áo sơ mi và một chân váy giá chỉ có 199.000 đồng thôi. Các chị thích thì mình tranh thủ nha các chị ơi. Đó, em sẽ treo lên đây cho mình xem thử nha. Rồi. Còn mẫu em đang mặc cho người là 1514 nha các chị. 1514 cái cổ nào không có rộng đâu, tại em chưa cài lên hết đó nha các chị. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1514 giá 199.000 đồng. 1514 giá 199.000 đồng, chứ lại vậy von hàng nha các chị. Đầm này còn đa số size M 40 cho tới 52kg. 40 cho tới 52kg, em 72 độ về, mang đẹp thoải mái cho em nha. Rồi. Đó, một cái áo, một cái chân váy luôn, giá chỉ có là 199.000 đồng ngày hôm nay thôi ha. Rồi tiếp tục cả nhà ơi, chờ em xíu nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1514, trước lại vậy văn hàng nha các chị. Đầm này thì em chỉ còn size M, giá 199.000 chị. 199.000 đồng chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc trên người 1514 này chị. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà ha. Tay ngắn nè, ôm eo cho mình, dán đầm phong xòe xòe. Váy này em may kỹ lưỡng cho mình hai lớp. Hai lớp luôn nha chị. Kèm luôn cả hai cái túi nè, có hoa kéo phía sau lưng, xin giảm mang luôn. Nè vải của em này á là màu xanh navy, nhiều chị gọi là màu tím than á chị ạ. Rồi, 1514 cho em nha các chị, 1514 giá 199. Đặt hàng cho xin mã số 1514 kèm số điện thoại giá 199.000 chị yêu nha. Đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em nha. Chất von hàng form sơ mi luôn, đầm còn tem mát đầy đủ nha các chị. 1514 cho em 199.000 đồng ngày hôm nay. Với lại em có cái đầm hoa nhí này nè chị, em đang giảm giá còn 199. Em cũng chỉ còn size M, em lên luôn cho mình ha. Cái đầm hoa nhí này cũng xinh nè chị. Còn mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1514. Vải von hàng nha các chị, hai lớp luôn, hai túi. Cái phần không trên là em may một lớp,
chân váy em may cho mình hai lớp luôn nha các chị xinh ha. Em cao 1m65, đầm này em mặc dài ngang lên chừng nửa bắp chân em. Thì đa số các chị cái đầm nào của bên shop em cũng mặc cũng dài qua gối hết. Cho mình cứ yên tâm đặt hàng nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1514199.000. 1514199.000 đồng 40-52kg, em có đại bày 2 độ về. Chờ em xíu nha các chị, để em thay tiếp cho mình mẫu khác. Là sẵn rồi em lên luôn cho mình cái hoa nhí này đi. Nó chỉ còn size nhỏ thôi các chị, được cái dễ thương. Trời, hoa nhí về đợt nào cũng chạy hàng hết trơn, cũng cháy hết size lớn hết các chị ạ. À, ý là em đã về là size XL với lại size 2XL là về số lượng gấp đôi rồi á. Mà size M vẫn còn. Còn size XL với 2XL là bán hết sạch sành sanh luôn. Đây, mẫu em đang mặc trên người mã số 1533. 1533 cũng 40-52kg nha. Em tới đây 72 độ về cho em 1533. Rồi sale luôn, 199.000 đồng luôn mấy chị, 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1533 ha, 1533. Rồi chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em luôn, 1533 kèm số điện thoại. Đầm thiết kế sợi cổ V nha các chị yêu ơi. Tay ngắn nha, ôm cái phần eo, dáng đầm phơm xòe cho mình. Này vải màu đen và có phối với cả nhìn hai nhí màu đỏ đỏ, hơi bị dễ thương luôn này các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1533 nha, chất liệu vải von cả nhà ơi. 1533 giá 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã số 1533 giá 199.000 đồng ha. Rồi, rất là đẹp. 1533 em hết 62kg rồi chị. Thôi để em lên cho mình cái đầm 62kg nha. Tại vì cái đầm này á là em chỉ còn xem M40-52kg. Có váy, có cổ, sẽ tên là hoa nhí ông shop. Váy có cổ size XL mà hoa nhí. Rồi chị chờ em xíu nha. Cái này có cổ hoa nhí nè, nhưng mà em không biết là nó còn size gì. Chờ em xíu chị nha. Cái mẫu nhí này là mã gì đây ta? Để cho mình chờ em một xíu nha. Em tìm xem cái này mã gì. Còn em đang mặc trên người mã số là 1533 nha các chị, 1533 40-52kg ha. Em tới đây tầm 72 độ về, các chị mình sẽ mang đẹp thoải mái cho em luôn nha. Cái mã này là 1524 ha. 1524. Đây nè chị. Cái đầm này em có full size. Đầm này em có full size cho mình ha. Cái này không phải là hoa mà là những cái chiếc lá nhí. Đây là những cái chiếc lá nha chị. Chiếc lá nhỏ nhỏ nó sẽ đang xen vào nhau. Còn mẫu em đang mặc trên người 1533, chị khách là mình đặt hàng tranh thủ liền dùm em nha. Xin nha cả nhà ơi, cái form dáng đầm này rất là đẹp luôn. Nhấn cái phần em cho mình, dáng đầm form xòe xòe, dễ thương hay các chị. Váy này em may hai lớp cho mình, có hoa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1533 ha, 1533. Rồi tiếp tục lên cho mình thêm cái em đầm, chiếc lá nhí li ti li ti. Dạ cho chị Thiên An nha các chị yêu ơi, đang coi livestream của em, mình chấm bài tương tác xong mình chia sẻ livestream dùm em nha các chị. Mình chia sẻ lên tường nhà vào nhóm và để với chế độ công khai dùm em ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Đây lên luôn cho mình cái mẫu đầm này 1524. Dòng váy châu tô á các chị, đợt này em về cho mình nè. Chỉ còn size M thôi chị ơi, 1533 chị còn size M thôi, em không có về hàng nữa. Tất cả những mẫu em chỉ về được có một lần thôi các chị, rồi qua luôn chứ không có về đi về lại nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1524. 1524 full size nha các chị, em có M, có L, XL và lại 2XL luôn. 40kg cho tới tầm 65-66kg và eo tối đa em tầm 85-86 độ về, các chị mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em nha. Mềm lắm các nhà ơi. Vảy châu tôm nha các chị. Mềm êm ái dễ chịu thật sự luôn á. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1524. Chờ em xíu nhà để em báo giá cho mình. 1524. Giá 249.000 nha các chị. Đủ size, cũng rẻ quá ha. Đủ size các chị ơi. Mấy năm nay em đâu có mặc đâu, em tưởng là nó hết hàng rồi. Mà ngày hôm nay mặc lên thì nó còn hàng á các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1524 nha các chị, 1524. Cổ sơ mi cho mình. Đó, và những cái chiếc lá nền trắng nha các chị, những cái chiếc lá nè, đủ màu luôn. Màu cam, màu xanh nè, màu đen nè các chị. Đó, thì nó sẽ trải đều trên nền vải đang xen vào nhau như thế này. Chất châu tôn nha các chị ơi. Váy mang một lớp kèm luôn cả hai cái túi, có hoa kéo phía sau lưng, 249.000 thôi. Rất là rẻ luôn cho mình. Nguyên một cái đầm sơ mi
Nguyên một cái đầm sơ mi luôn á mấy chị, 249.000 đồng, cực kỳ rẻ luôn. Em cao mét 65, đầm để mặt dài, qua gối với em ngang bắp chân nha các chị, chân váy có thể tà nhẹ thế này. Váy siêu mềm luôn á các chị ơi, váy cực kỳ mềm luôn á. Vải này vải gì nó hơi lạ lạ một chút xíu á các chị ạ. 1524 full size giá 249.000. 1524 full size giá 249.000 đồng, 40kg cho tới 65-66kg mặc đẹp. Eo tới đây em tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái cho em ha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Lên cho mình cái đầm này đi. Trời em vẫn mê cái đầm này ghê luôn á các chị. Em vẫn mê cái đầm này ghê luôn á các chị ơi. Cái họa tiết nó sang quá trời. Cả nhà mình hồi bữa có chị nào mà nhận được cái đầm này á mà giá 169.000 đồng chưa, cho em xin cái review đi các chị. Ngày hôm nay cũng xả 169.000 nhưng mà nó bị lẻ sai. Còn mỗi em đang mặc cho người 1524 này các chị ơi, nguyên cái đầm sơ mi như thế này luôn mà chỉ có giá là 249.000 đồng thôi ạ. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1524 kèm luôn cho em cái số điện thoại, em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha các chị, giá 249.000 đồng ngay hôm nay ạ. Rồi dạ em chào chị Ngọc Linh nha. 1524 kèm số điện thoại là dùng em nha các chị ơi, giá chỉ có 249.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa ha. Đây, lên luôn cho mình cái mẫu đầm này, quá xuất sắc luôn á các chị. 1536, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1536. Em sẽ có cho cả nhà mình hai size nha, size M với lại size L. Rồi tranh thủ lên đơn sớm. Alo, con nghe này mẹ. Alo, con nghe nè mẹ. Con nghe nè, con nghe nè. Con đang làm nha, xíu nữa con về con gọi cho. Rồi, rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1536 cả nhà nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông cho cả nhà mình, tay lỡ nha các chị. Đó, nhánh cái phần eo xòe dài luôn. Đầm này dáng maxi nha các chị ơi, nó khá là dài ha. Chị đầu cao tầm 1m55-45 chứ chạy tới cổ chân á các chị yêu ạ. Rồi em váy này ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn, 169.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 169.000 đồng ngày hôm nay thôi ha. Von hàng ngày ơi, tay một lớp, thân váy hai lớp cho mình, khóa kéo phía sau lưng, mẫu đang mặc trên người mã số 1536. 1536 kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn. 1536 kèm luôn cho em các số điện thoại là được nha các chị. Thì hiện tại em đang có cho các chị mình size M và L, thì trong tầm là khoảng từ 40 cho tới 55kg em tôi ạ. Trời, đầm này em hết size rồi, uổng dữ người ta. Chị yêu ơi, chị yêu mình có thích cái màu đỏ không? Chị yêu mình lấy cái này cho em đi, em có 2X cho chị nè. 179.000 thôi, hơn này có 10.000. Vải thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn, nó mới hơn giá đó các chị ạ. Đây, vải này nè. Đó, chị mình có thích màu đỏ không? Chị mình có thích màu đỏ không ạ? Không thích màu đỏ, em lên tiếng màu xanh nha. Em có màu xanh này cũng có size nè. Khoan chờ em xíu nha chị. Chứ mấy cái này đẹp đẹp lắm luôn á các chị, mẹ không có size. Không còn hàng luôn á các chị ơi. Lấy cái này đi chị, cái này em cũng giảm mạnh cho chị yêu mình luôn. Đẹp cực kỳ, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng xinh hết. Cái này cũng dễ thương này chị. Chị yêu mình thích màu nhu nhu á, nhu nhu dễ thương á, lấy cho em màu xanh ngọc này. Còn chị mình thích nổi nổi á, lấy cho em cái này. 62kg em có size của chị mình. Bao kiểm tra hàng toàn quốc, dùng đơn 600 được miễn ship cho em nha. Hàng mới hoàn toàn 100%. Thôi em lên cái này cho mình đi, cái màu đỏ nãy em lên rồi nha. Nhưng mà chị khách nào mà mình muốn em mặc màu đỏ đó thì mình bình luận lại phía dưới giùm em. Rồi, còn mẫu em đang mặc cho người 1536 2 size ML. Hiện tại chỉ còn 2 size M và L thôi. Đó, cái chuyện đặt hàng tranh thủ. Mẫu đồng đẹp, dễ mặc, rất sang, nói chung là đẹp xịn. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh, nhưng mà em cũng hơi hơi chưa hài lòng lắm với các chị. Tại vì mấy cái kiểu này thì cái gì cũng có nhiều rồi à. Em đợt sau và đợt sau nữa thì em sẽ về cho mình nhiều kiểu khác biệt hơn ha các chị. Đó, còn mấy nay thì mấy cái kiểu này hoa thì đẹp, hoa thì rất là sang. Đó, cái đó là điều quá ok. Vải rất là đẹp. Còn cái kiểu dạo này thì nó hơi na ná giống nhau. Nhưng mà sắp tới là nó sẽ về cho các chị yêu mình nhiều kiểu đẹp hơn ha. Rồi các chị mình cứ yên tâm. Nhưng mà đơn giản hay dễ mặc các chị ạ. Mấy cái đầm đơn giản dễ mặc. Ở nhà em các chị, em cũng mua nhiều kiểu lắm. Nhiều kiểu cầu kỳ, kiểu này kiểu kia kiểu nọ các chị. Nhưng mà cuối cùng mỗi lần ra đường thì em sẽ chọn một cái đầm
bình thường, đơn giản, cổ tròn, cổ tim hay đầm đầm dây bình thường vậy thôi, đi dễ mặc. Rồi, mẫu em đang mặc trên người nè, 1501. Trời ơi, lâu lâu rồi mới gặp được chị Quốc Thịnh với lại chị Trần Dương luôn á. Đây, các chị yêu ạ, à, dễ thương ha. Này, mẫu màu xanh ngọc nè, cái này nè các chị yêu ạ, à, những cái vệt kim tuyến này nè, giặt ủi là không bay không phai, cái này em chạy chị kim tuyến nha. Rồi cổ tròn, tay ngắn, nhánh eo, dáng làm phông xòe, váy may hai lớp kèm hai túi cho mình luôn, vòng tay một lớp, thân váy kỳ lưỡng hai lớp cho mình ha. Dáng này dáng xòe đuôi cá cho cả nhà mình. Đầm này mặc lên là trẻ là vài tuổi nè các chị, ba size lớp ơi, đủ size, size M em còn 8 chiếc, size L em còn 3 chiếc, XL còn 5 mà 2S thì còn 47 chiếc ha. 1501. Rồi 199.000 nha các chị. 199.000 đồng mẫu này. Mẫu này vải xịn nha nha, 199.000 đồng, vải siêu đẹp luôn á, giặt ra giặt máy thoải mái cho em ha. Và cái kim tuyến này nó chỉ nổi trên bề mặt của vải, nổi bên trên thôi, chứ bên trong thân váy thì không có nổi đâu. Và bên trong thì em có lót rồi, em chào chị bé Bùi. Trời ơi chị bé Bùi nữa nè. Rồi hai lớp cho cả nhà mình ha, kèm luôn cả hai cái túi có pha cái phía sau lưng. Giá của em váy này là 199.000 đồng nha các chị, 199.000 đồng. Bây giờ em sẽ lên dạ hội sale luôn cho chị em mình 139.000 đồng trong livestream ngày hôm nay. Chờ em một xíu cả nhà nha. Ủa cái đầm này hôm qua em mới làm để đâu rồi trời. Chờ em xíu nha các chị. Đây. Đó. À, rồi nhanh tay lại liền dùng em đi các chị, 1501. 1501 giá chỉ có 199.000 đồng, 199.000 đồng. Em có hai màu, màu này nó nhu mì hơn, còn màu này nó nổi nổi, nó sắc sắc hơn. Em thì thích mấy cái màu mình hả, nó nổi nổi nổi. Dạ em chào chị Lưu Ly. Mỗi em đang mặc màu này cũng dễ thương này các chị. Đó, trong tủ đồ thì mình cũng phải có nên nhiều màu đúng không? Trước kia là em chỉ mặc có ba màu thôi các chị, màu màu à hai màu chứ. Trước em chỉ mặc hai màu thôi. Em mặc màu trắng, màu đen, có màu hơi be be nữa, có màu be nữa. Thì ba màu đó là trong tủ đồ em á các chị, nhưng mà sau này thì thay đổi suy nghĩ, thấy người ta mặc màu này màu nọ cũng đẹp quá, cho nên là em cũng mong cho em cũng mua đầy đủ hết, sao là tím vàng hết luôn. Rồi đây đó, cái tự nhiên cái giờ đổi gu các chị ơi, cái tự nhiên giờ khoái thích mặc mấy cái màu mà nó nổi 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 lạ lạ, màu tím, màu kem đất, màu xanh đó, nổi bật như thế này. Em đúng rồi, xanh của anh cũng có luôn chứ. Rồi 1530, dễ thương á các chị. Đó. Xinh quá trời. Còn size M, cái này còn size M nha, chị nào mặc size M thì mình nên mua, tại vì nó rất là rẻ luôn, 139.000. Đầm còn tem mát đầy đủ nha các chị. 40 cho tới 52 kg em bày hai đủ về cho em. Đây, cái đầm này nè, phần hơn trên nó là hoa 3D, hoa hồng 3D này các chị, dễ thương mà. Đó, màu hồng hồng nha các chị, hoa hồng màu hồng hồng 3D. Nếu như thích một cái màu mà nó nhu nhu một chút xíu á, lấy cho em cái này 1529. Còn nếu như mà mình thích một cái em đầm mà màu nó nổi bật một chút xíu, lấy cái này của em 1530 ha, đồng giá luôn 139.000 đồng một chiếc. Cái đầm này là thân liền nha các chị, đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em nha. Đặt hàng nhớ kỹ mã số giùm em, 1530 là mẫu em mặc, 139.000 đồng là 140 đó các chị. 1529 là cái em cầm, cũng 139.000 đồng luôn. 40kg cho tới 52kg và eo tối đa em tầm 72 đổ về, các chị mình sẽ mặc về thoải mái cho em luôn ha. 40 cho tới 52kg em 72 đổ về cho em, có khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình. Đầm này mình có thể mặc đi đâu ạ? À? Đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ga cho em luôn ha. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho mình một khác. Với cả nhà ơi, có cái đầm này đang đồng giá luôn nè. 40 cho tới 53kg em 73 đổ về, mã 1517 cm. 1517 cm, cổ sơ mi. Đó, trên váy xếp ly xòe xòe như thế này ha. Rồi, đã lên size M rồi thì em sẽ lên size lớn. Bây giờ em sẽ đổi sang một cái em đầm khác có size lớn hơn cho cả nhà mình ha. Lên đầm beo cổ vuông. Nãy em có lên beo đuôi cá đúng không ạ? Beo đuôi cá thì em đang có size đó. Em đang có đủ size đó các chị, gần như đủ size. Và giá của em nó chỉ có là 169.000 đồng thôi. Bây giờ em sẽ lên tiếp đầm beo cổ vuông, dáng đầm phông xòe cho mình ha. À, beo cổ sơ mi em cũng đang sale á các chị ơi. Hay là em lên cổ sơ mi ta? Thôi em lên cổ sơ mi đi các chị, tại vì cổ sơ mi em cũng sale rẻ quá trời. Chờ em xíu nha. Beo cổ sơ mi nó quá xa nè. Đây, beo cổ sơ mi này cái họa tiết nó nhỏ hơn á các chị. Nó nhí nhí, họa tiết da beo nó nhí nhí. Da màu nâu thì dễ mang, da trắng mặc đẹp nè, da ngâm mình mặc cũng không có kén da luôn nữa.
Dễ thương, 40 cho tới 62 kg, em tới là 82 đổ về mang đẹp cho em luôn. Rồi sale các chị yêu ơi, giá bao nhiêu nè? Hôm qua em mới báo xong cái em lại quên, cả giờ thông cảm giùm em nha. 229.000. 229.000 đồng 1490, 40 cho tới 62 kg, eo tối đa eo tầm 7, ô eo tầm 82 đổ về. Em chỉ có 3 size, size M, size L và size XL thôi. Chị nào 62 kg eo 82 lấy size XL giùm em nha. Và cả nhìn thấy cái đầm phông suông này nè, nó rộng rãi thoải mái nha. Tại vì cái form nó rộng á các chị. Cái form này nó rộng nha. Mấy cái kia em mặc thì vừa, cái này form rộng ha. Rồi đầm thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình đây. Họ tiết cho bên cho bên nhỏ nhỏ thôi, ra màu nâu thì phải nói rất là dễ mặc cho mình luôn. Xuất sắc nha các chị, đường may một chị xuất sắc luôn, dán đầm phông suông cho mình. Váy may một lớp ha, kèm luôn cả hai cái túi và câu hoa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1490. 1490 giá bao nhiêu cả nhà ơi? 229.000. 40 62 kg, eo tối đa 82 độ về, các chị mình sẽ mang đẹp thoải mái nha. 229.000 cho em. Đầm này em không có nhiều nha các chị, chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ để em báo size cho mình luôn ha. 1490. Rồi ok, size M em còn 19 chiếc, size L 17 chiếc, XL em còn 19 chiếc cuối cùng cho mình luôn. Dáng nằm phong suông, mình thích mặc suông thì mình cứ để như vậy. Còn chị khách nào thích mặc ôm eo về nhà bóp eo, về nhà bóp eo cho em, hết mặc ôm eo bóp eo. Còn thích mặc phong suông để phong suông như vậy cũng được. Mã sản phẩm là 1490 ạ. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm mẫu đầm khác. Cái đầm này nè các chị ơi, cái đầm này là da rắn. Da rắn ngày hôm nay sale. Trời ơi, đầm thì nhiều lắm mà toàn là lẻ sai không à. Cả nhà có thích em ấy nè không? Cả nhà thích em ấy này, ngày hôm nay em sẽ đặc biệt nè, sao cho ba chị khách đầu tiên, 5 chị đi. 1537 nè. Đầm ren maxi. Ôi trời ơi, đủ sai. Sao mà đủ sai vậy trời? Trời, size M. Size M với size L em còn. Em cảm ơn chị Huệ Bùi nha, size M với lại size L em còn. Size XL em còn 9 chiếc và size 2XL thì em còn 5 chiếc. Cái này có chị nào chưa có không? Có chị nào mà mình chưa có cái này không? Em lên em sale nè, bữa em bán 369 đúng không? Hôm nay em sale cho mình luôn 299.000 đi. 5 chị đầu tiên. 5 chị đầu tiên là duy nhất luôn, 299.000 đồng luôn. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm cho em nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1490, một lớp hai túi có khóa kéo phía sau lưng ha các chị. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu đồng khác nữa. Chờ em xíu nha. Lên cho mình body da rắn. Ui da, trời đất ơi. Đây, body da rắn cũng rất là đẹp. Em có đầm sơ mi tay lưới này nha các chị. Sơ mi tay lưới có size tới 70kg nha. Chị nào 70kg báo em nha các chị ơi. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số 1479. Cái em đang mặc trên người cái size L nha các chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1479 nha. Cái size đầm beo bao nhiêu ký? Đầm beo dưới 62kg nha chị Huệ Bùi. Dưới 62kg em chỉ 82 cho em, còn có 3 size à. Dưới 63kg cũng được đó chị. Cả giờ biết em nhiêu ký không à? 55kg. Em 55kg. Em không có thước dây nghe đây. Thước dây của em không? Có thước dây bình thường em treo á, không biết bạn nào lấy. Còn cái này cái thước của riêng mình. Là em 55kg cái chị ơi. Cho là cả nhà mình đặt hàng cái mình đo kỹ vòng eo giùm em nha. Rồi em đang mặc trên người. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm eo 68 á các chị. 55kg, cả nhà tin nổi không? Em không tin nổi luôn. Cho tới khi mà em đứng lên đứng xuống cái cần hả, biết bao nhiêu lần luôn á các chị. 55kg. Hay dạo này những cái mặt em chồng quay ha. Ủa cái kẹp của em nó mất tiêu rồi ta. Cái kẹp váy của em hả trời. Không có đây luôn nữa chứ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490 cả nhà nha. 1490, ủa cái đồ kẹp váy nó mất tiêu rồi. 1490, ngày hôm nay shop sẽ sale cho cả nhà mình luôn. Với mức giá bao nhiêu cả nhà ơi? Lấy cái này kẹp đỡ đi. 199.000 đồng. Ủa quên, cái em đang mặc. Cái em đang mặc là 1479. 1479 giá 199. Còn cái này 1490 này chị. Cái đầm da beo này nè ha. Em 55kg eo 68 đó các chị ạ. Em mặc rộng thùng thình luôn á. Đó. Cái eo này nè các chị là được eo 75. Nhưng mà thôi em tính là eo 75, 76 luôn á. Nhưng mà em tính là tầm eo 72 cho size M thôi. Mình mặc vẫn thoải mái. Chị khách nào thấy mặc hơi vừa vừa thì eo 73 mình mặc size M vẫn vừa. Rồi size L thì mình nâng lên 5kg như vậy thôi. Là eo 78 đó chị. Là eo 78 nâng lên 5kg. Còn size XL nâng lên 5kg nữa ha. Là eo sẽ tầm 83 cho mình ha. Rồi các chị mình đặt hàng tranh thủ giùm em. Mã 1
1490 giá 229.000. Chất cát thái nha các chị, dòng vải này vải cát thái nha. Dao em nhỏ 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 thôi, cho bề mặt rất là gọn dáng và ra màu nâu thì bề mặt lên siêu trắng. Một lớp, hai túi luôn, có khóa kéo phía sau lưng. Mã số sản phẩm là 1490, 1490 cả nhà nha. Ui sao cái đầu nó nhức nhức ta. 229.000. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479. 1479 cả nhà ơi. 1479 giá 199.000. Đó đẹp quá trời. Mấy em hay bị đau đầu á các chị, đầu đau dữ lắm luôn á, cái uống thuốc giảm đau các chị cái bị tăng cân á, chắc bị tích nước quá cả nhà ha. Bị tích nước hay sao á, em thấy đùi em nè, tay nè với mặt nè, đó. Bị giống như bị bệnh hay sao. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1479, 1479 giá 199.000 đồng. 199.000 đồng thôi, mã số 1479 cho em, giá 199.000 đồng thôi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác. Cái mẫu đồng này hồi bữa thấy còn xem ML nè. Để em kiểm tra coi còn được mấy size cho các chị mình ha. Còn mẫu em đang mặc trên người là 1479 đó các chị, full size nha. Ui còn xem M thôi. Chị nào mặc xem M thì báo với em nha các chị, tại vì xem M ngày hôm nay em sale dữ lắm. Xem M em sale bao la bát ngát luôn á chị, toàn là vải đẹp thôi. Đó, nhưng mà nhiều khi có chị mặc vừa, có chị mặc không vừa. Cho nên em sẽ chủ yếu là lên những cái mẫu đồng nào mà nó có nhiều size chút cho mình ha. Rồi ok, em sẽ lên tiếp cho mình siêu phẩm. Thôi siêu phẩm này đi. Nãy giờ lên trăm mấy, giờ lên 299 cái mẫu này đi. Mẫu này là ren maxi nha các chị. Giá cũ bình thường em bán trong livestream á là 369.000 đúng không? 370-380 vậy đó. Ngày hôm nay thì em sẽ sale cho chị là 299.000 đồng ha. Full size nhưng mà cái số size của nó là hơi ít đấy các chị, chứ cũng không có nhiều đâu nha. Dạ em chào chị Kim Giang ạ. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số, mẫu em đang mặc trên người mã số 1479. 1479 giá 199.000 đồng. Tiếp tục em sẽ lên cho mình một cái em đầm ren siêu đẹp luôn, quá xuất sắc thầy ơi. Mẫu nào đẹp hết trơn, cái đầu đau dữ vậy trời. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 153. Ồ phải không ta, 37 đó, 1537 xuất sắc nữa, ren nha các chị. Mấy chị khách anh em là phải nói nghiện làm ren bên shop luôn á, tại vì nó rẻ quá trời á. 1537 nha, 1537. Hồi nãy em báo với mình rồi ha, em còn đủ size, trong đó đa số em còn size M và L. Size M em còn nhiều á các chị, size M còn 200 mấy cái. Rồi size L thì còn ít thôi, vài chục. Size XL, size L em còn 57 cái, XL em còn 9 cái và 2XL còn 5 cái cuối. Đây 40kg cho tới 68kg, em tới là 88 đổ về cho em. Ren hoa này có chơi, hoa to hoa nhỏ trải đều trên yên vải ha. Tay em may một lớp, thân váy em may kỹ lưỡng hai lớp cho mình, có hoa kéo phía sau lưng. Cái này nó đen quá, nó đen quá, em đứng ở đây các chị mình không thấy gì hết. Qua đây đi, qua đây đi. Rồi cả nhà thấy em chưa ạ? Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1537 cả nhà nha. 1537. Ngày hôm nay chỉ cách là mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. 1537 kèm luôn cho em cái số điện thoại, nên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha các chị. Em lấy này ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 1537 giá 299.000 đồng. 1537 giá 299.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chất ren nha các chị ơi, êm ái dễ chịu thoải mái cực kỳ luôn ha. Hai lớp cho cả nhà mình, có khóa kéo phía sau lưng, cổ đắp chéo này tùy chỉnh được. Cái cổ này mình tùy chỉnh được nha các chị, thích mặc kính kính thì mình nhét cao cao lên một chút xíu cho em. Ngay cái phần eo sẽ có xếp ly ha, và nó sẽ ôm gọn vòng một của mình ha, nhánh eo dáng đầm phong xe. Đầm này mình mặc mà đi tiệc rất là đẹp nha các chị. Nó khá là dài luôn các chị ơi. Em cao 1m65, đầm này em mặc dài phủ luôn cả cái bắp chân của em, siêu dài ha. Thích mặc dáng dài để dài, còn không thích mặc dáng dài lên like. Và gam màu này gam màu xanh đen cho mình, một cái gam màu rất là tôn da luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1537 giá 299.000 đồng. 1537 giá 299.000 đồng ngày hôm nay. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa nha. Rồi chờ em xíu nha các chị. Đây,
1537 kèm luôn cho em vé số điện thoại, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nghe các chị. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1537. Rồi mẫu đầm này cũng đã khép lại bài livestream tối ngày hôm nay của em nha các chị. Chị khách nào vào sau có thể coi lại cái bài livestream này hoặc là mình đón xem những bài livestream kế tiếp của anh em vào lúc 6:40 hàng ngày nha các chị. Hầu như tối nào cũng livestream hết trơn á. Cả đoàn tranh thủ vào liền livestream để săn xe với em nha. Bây giờ thì em xin kết thúc bài livestream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha.